Minh Trí và Dương Nguyễn, cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Now Shopping. Có lẽ trong không gian phim trường bây giờ quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rất là những chiếc thang rất là nhiều ở đây, để chúng tôi có thể gợi ý cho quý vị và các bạn những cái cách mà mình có thể là trang trí những cái vật dụng ở bên trong gia đình của mình, hoặc là mình có cái nhu cầu sửa chữa và nhà của chúng ta thì cũng đang cần có một chiếc thang. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Kachi quý vị nha. Và thưa quý vị và các bạn, với những chiếc thang nhôm tay vịn đến từ thương hiệu Kachi thì mình có thể là mình dễ dàng mình sử dụng trong không gian nhà ở của mình, ngoài trời cũng được, thậm chí là mình có thể là sử dụng ở những cái nơi mà không bằng phẳng, hơi gồ ghề một chút xíu mình vẫn yên tâm, bởi vì đây là một cái chiếc thang mà sẽ có được thiết kế chắc chắn và an toàn cho mình. Bên cạnh đó thì mình cũng thấy là ở phần trên đó, nó có một cái phần để mà mình vịn tay vào hoặc là mình tựa vào khi mà mình leo lên cao. Như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là an toàn và không có còn phải lo ngại nữa. Bên cạnh đó thì có cái đế cao chống trơn trượt, cho nên sử dụng trên những cái trong gia đình của mình á, với những cái sàn nhà mà nó bằng gỗ nè, hay bằng đá hoa cương, hay bằng đá gạch men á, thì mình cũng có thể là hoàn toàn yên tâm không trầy xước. Và đặc biệt ngày hôm nay với VTV Hyundai Home Shopping thì có hai sự lựa chọn cho quý vị, một là thang 3 bậc, hai là thang 6 bậc, và đều có những mức giá ưu đãi, đúng không Minh Trí? Chính xác rồi, với thang 3 bậc kích thước là 1m15 và thang 6 bậc kích thước là 1m9, để tùy theo cái nhu cầu và độ cao khác nhau, các bạn có thể là dễ dàng chọn lựa với thang nhôm tay vịn đến từ thương hiệu Kachi. Và bất kỳ cái độ cao nào quý vị và các bạn cũng đều được bảo hành trong vòng 12 tháng quý vị và các bạn nha. Chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời gian phát sóng chương trình này trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Với hai kích thước khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái mức giá khác nhau quý vị nha. Đó chính là 790.000 đồng cho loại 3 bậc 1m15 quý vị nha. Còn với loại 6 bậc mà 1m9 thì sẽ có giá là 1.290.000 đồng. Và dù mà chúng ta đặt hàng bộ sản phẩm nào thì chúng ta đều được nhận quà tặng là bộ dụng cụ 12 món quý vị ạ. Sản phẩm thang nhôm tay vịn của Kachi sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng. Quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Còn ngay bây giờ thì hãy nhấc máy lên để có thể đặt hàng đi ạ. Để chúng tôi có thể là giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc cho tất cả quý vị. Thang nhôm tay vịn Kachi chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện chống rỉ sét, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng và vận chuyển một cách dễ dàng. Màu trắng cam thật là nổi bật, thuận tiện cho người sử dụng. Thang nhôm tay vịn Kachi có tay vịn bọc cao su chống trượt, tạo điểm tựa chắc chắn khi sử dụng. Bậc thang có diện tích tiếp xúc rộng, thoải mái cho chúng ta đặt toàn bàn chân lên bề mặt thang. Và bề mặt bậc thang thì được thiết kế vân nổi nhám nữa, sẽ giúp tăng độ bám cho bàn chân của chúng ta. Chân thang lại có đệm cao su, cho nên là yên tâm chống được cái phần mà trơn trượt hay là làm trầy xước nền nhà, an toàn cho người sử dụng. Với sản phẩm thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi bảo hành 12 tháng, loại 6 bậc cao 1m9 giá 1.290.000 đồng, loại 3 bậc cao 1m15 giá 790.000 đồng. Bất kỳ sự lựa chọn nào đều có quà tặng bộ dụng cụ 12 món. Đây là vật dụng cần thiết của mọi gia đình. Với thang nhôm tay vịn Kachi, chúng ta có thể sử dụng được ở mọi không gian, thiết kế linh hoạt tiện lợi. Đặc biệt, thang có thể dựng trên nhiều địa hình khác nhau mà không cần điểm tựa quý vị nha. Thang vẫn đứng vững vàng là không bị rung lắc. Trong gia đình, ở các cửa hàng siêu thị hay công việc ngoài trời, dựng sân khấu, thi công quảng cáo đều có thể sử dụng thang nhôm tay vịn Kachi. Đôi khi trong quá trình dọn dẹp nhà cửa yêu cầu chúng ta cần phải leo cao để có thể là lau sạch những khung cửa sổ nè, hay là với tới những nơi cao hơn trong gia đình, nhưng mà không có thang thì vô cùng khó khăn, sử dụng thang tre thì lại không an toàn. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là thang nhôm tay vịn Kachi với chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện, lại dễ dàng gấp gọn và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Mọi thành viên trong gia đình, từ các chị em phụ nữ cho tới các quý ông, đều có thể dễ dàng sử dụng thang nhôm tay vịn Kachi này. Và bên cạnh đó thì với thang nhôm tay vịn Kachi không chỉ là thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mà còn có thể hỗ trợ cho các quý ông trong quá trình sửa chữa điện hay là chăm sóc cây cảnh vườn tược nữa. Với tay vịn bọc cao su chống trượt, chân thang lại có đệm cao su, an toàn cho người sử dụng. Và đặc biệt, bề mặt bậc thang được thiết kế vân nổi nhám với diện tích tiếp xúc rộng và có một cái phần để mà chúng ta điểm tựa, mình vịn tay vào nữa quý vị ạ, rất là an toàn. Có hai loại để mà chúng ta có thể là mua sắm cho gia đình của mình. Loại 6 bậc 1m9 giá là 1.290.000 đồng, loại 3 bậc 1m15 có giá là 790.000 đồng, còn được tặng kèm thêm bộ dụng cụ 12 món khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Sản phẩm chính được bảo hành lên đến 12 tháng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay thang nhôm tay vịn Kachi cho gia đình của mình.
Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta tìm hiểu về dòng sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn lại trong nhà của mình đang sử dụng loại than nào. Chắc chắn là mỗi gia đình có những cái loại than khác nhau, ví dụ như là trước kia chúng ta sử dụng những cái loại than gỗ chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại than sắt. Tuy nhiên có những cái mặt hạn chế, ví dụ như là than gỗ thì sử dụng lâu ngày nó sẽ bị mục nè, bị mói mọt và không có độ an toàn bám chắc cao. Hay là chúng ta sử dụng những cái loại than sắt thì rất là nặng nề, cồng kềnh, khó mà cái di chuyển ở trong nhiều cái không gian khác nhau nữa. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho cô và các bạn là chúng ta nên thay đổi ngay với một chiếc than nhôm. Đây là chất liệu nhôm rất là siêu chắc quý vị nha, 6063, nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng trọng lượng để chúng ta có thể là dễ dàng mình gấp lại, mình để trong một cái góc nhà rất là gọn gàng, hoặc là khi mà mình sử dụng thì mình có thể dễ dàng mình di chuyển ở trong nhà hay là khu vực ngoài trời, hay là chúng ta cũng có thể là sử dụng trên nhiều cái địa hình khác nhau lận. Về độ cao thì chúng tôi đang giúp cho quý vị và các bạn có hai sự lựa chọn về độ cao khác nhau. Một độ cao là than 3 bậc cao 1m15 và than 6 bậc là cao 1m9. Để mỗi gia đình thì chúng ta sẽ có những cái độ cao khác nhau, hay là mình muốn thay bóng đèn nè, hay là mình muốn làm những cái việc ở trên trần cao thì chúng ta có thể chọn 1m9, hoặc là khi mà mình đang muốn thắp nhang trên bàn thờ chẳng hạn, hay là mình chỉ lau dọn trên cái kệ tủ thôi thì chúng ta cũng có thể là chọn ngay độ cao 3 bậc là 1m15 quý vị nha. Cho dù là than 3 bậc hay là 6 bậc thì với cái chất liệu than nhôm 6063 đó thì chắc chắn là siêu cứng nè, và mỗi cái bậc than này chúng ta đều cảm nhận được là được sơn tĩnh điện, chống rỉ sét rất là an toàn để cho các bạn có thể là mình bước lên trên như thế này đây. Rất là tiện lợi quý vị nha. Chính xác luôn đó quý vị, như Nguyễn đang ngồi trên một chiếc than 3 bậc mà khi mà mở ra nó sẽ cao 1m15, quý vị sẽ cảm nhận được cái độ chắc chắn của nó. Nhưng mà không chỉ như Nguyễn đâu, mà những thành viên trong gia đình của chúng ta cũng có thể là sử dụng chiếc than này rất là an toàn, bởi vì tải trọng mà chiếc than này chịu là sẽ lên tới là 150kg luôn quý vị. Chúng ta cũng có thể thấy được là cái độ gọn nhẹ của nó đây đó, như Nguyễn có thể nhấc một tay lên, nó chỉ tầm khoảng là 3kg cho chiếc than nhỏ này thôi. Còn cái than lớn mà 6 bậc mà 1m9 thì là tầm khoảng là 5kg 8 quý vị ạ. Cho nên là mình dễ dàng mình sử dụng trong gia đình, và mình cũng thấy được cái màu trắng cam nó rất là nổi bật, và ưu điểm của nó là ở phía trên này nè đó, nó sẽ có một cái phần để mà chúng ta vịn tay khi mà leo lên, thậm chí là khi mà chúng ta leo lên những ở cái bậc cao trên cùng rồi đó quý vị, thì mình cũng có thể là tựa chân của mình vào nữa, thì mình cảm thấy là hoàn toàn yên tâm luôn. Mà quý vị xem nha, đây là cái bề mặt như Nguyễn được một cái bàn tay lên luôn quý vị ạ. Đó, một cái bàn tay lên mà vẫn hết, tức là khi mà mình đặt cái bàn chân lên như thế này nè thì mình sẽ cảm thấy là cái diện tích tiếp xúc rất là rộng, thì mình sẽ cảm thấy là an toàn hơn, không có bị trượt hay là bị sọc sệt đâu. Và trên bề mặt than thì nó sẽ còn có những cái vân nhám nổi như thế này nữa, nó sẽ làm tăng cái việc mà ma sát, cái việc mà tiếp xúc với cái mặt bề mặt than, cho nên nó sẽ hạn chế bị trơn trượt nè, không có lo ngại khi mà mình sử dụng than nữa. Đó, hoàn toàn yên tâm, mà nó lại nhẹ nhàng nữa, rất là nhẹ nhưng mà lại chắc chắn để mà chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Với chiếc than 3 bậc như thế này thì như Minh Trí gợi ý là các chị em phụ nữ có thể là thắp nhang bàn thờ, hay là như Nguyễn nghĩ là cái việc mà dọn dẹp nhà cửa mà ở những nơi trên cao á, nó cũng dễ dàng hơn. Đó, cái tình hình mà như Nguyễn thấy là nhiều gia đình của chúng ta bây giờ quý vị thì lo lắng cái việc mà lựa chọn than khi mà ở nhà mình sử dụng sàn gỗ hay là gạch men hay là đá hoa cương thì như thế nào. Nhưng mà yên tâm, với cái phần mà chân đế cao su như thế này nè, đó thì nó sẽ không có trơn trượt quý vị nha. Đó, ở phía dưới của cái chân đế cao su này nè sẽ còn có một cái rãnh nữa để như Nguyễn giúp cho quý vị coi. Đó thì chúng ta sẽ thấy được là từng cái rãnh này nó sẽ bám trên mặt sàn để mà nó không có bị xô dịch. Đó, và chúng ta hoàn toàn là yên tâm khi mà sử dụng, không có sợ là làm trầy xước nhà của mình đâu. Với chiếc than này nha, các chị em phụ nữ sẽ không còn phải bắt ghế leo lên bàn, hay là kiếm những cái chiếc than mà chỉ có một cái phần tựa thôi, phải kiếm chỗ tựa thì nó rất là nguy hiểm, đúng không nào Minh Trí? Đúng rồi, chính xác rồi. Với thiết kế rất là thông minh với than nhôm Tây Bình của thương hiệu Kachi thì chắc chắn là cô các bạn có thể là yên tâm mình sử dụng cho nhiều độ cao khác nhau với hai sự lựa chọn về độ cao ngày hôm nay mà chúng tôi đang mang lại. Hoặc là khi mà chúng ta sử dụng xong rồi thì cái việc cất gọn của nó, cất gọn ở bên trong một cái góc nhà thì cũng rất là dễ dàng mình gấp lại quý vị và các bạn nha. Nó cũng sẽ giống như là một chiếc than mà mình có thể sử dụng bình thường khi mà mình gấp lại với một cái mặt phẳng như thế này, và trọng lượng cực kỳ gọn nhẹ luôn. Sau khi đã sử dụng xong rồi, mình xếp từ chữ A để mình thành một cái than như thế này rất là gọn để mình cất ở trong một cái hốc tủ hay kẹt tủ chẳng hạn thì rất là đơn giản. Và một cái điều nữa chính là than nhôm Tây Vịnh này thì ngoài cái việc Tây Vịnh ra thì không cần phải điểm tựa hoặc là chúng ta không cần phải dựa vào một cái bức tường. Đúng mà rồi. Khi chúng ta bật ra, mình mở ra như thế này, quý vị các bạn có thể hình dung được không? Khi mà mình chỉ có thể là bật chiếc than ra như thế này đây. Và khi mà mình leo lên thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái phần bọc nệm cao su này á, mình sẽ tựa cái chân mình vào bên trên luôn. Cho nên là cảm thấy rất là chắc chắn để mà mình có thể là bước trên những cái độ cao khác nhau như thế này, và mình cũng không có bị ngã nữa. Rất là đơn giản và thiết kế rất là thoải mái và thoải mái để mình có thể là tựa lên ở trên một cái nệm cao su như thế này để mình có thể là làm ở những cái độ cao khác nhau. Rất là tiện lợi, và ở đây chịu được trọng lượng lên khoảng là
150kg quý vị và các bạn nha. Như vậy là một cái người lớn với trọng lượng khá nặng thì chúng ta cũng có thể là yên tâm. Và với những cái từng bậc thang như thế này rất là chắc chắn là mình chỉ có thể là đặt để nguyên cả bàn chân của mình lên luôn. Để mà các bạn có thể hình dung được là khi mà chúng ta muốn làm những công việc ở độ cao thì chúng ta cần phải những chiếc thang chắc chắn như thế này với nhiều điểm tựa để mình có thể yên tâm. Và với cái phần chân đế đó mình có thể là để trên nhiều địa hình khác nhau quý vị và các bạn nha. Và sau khi mình đã sử dụng xong rồi thì chúng ta chỉ cần là gạt nhẹ cái phần thanh thang lại thôi, thì chúng ta có thể là gấp gọn cái phần chiếc thang như thế này. Rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ có 3 bậc hoặc là 6 bậc cho quý vị và các bạn dễ dàng mình lựa chọn tùy theo cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Và không những là bên trong gia đình của mình đâu, mà mình chỉ nghĩ rằng là những người thợ sửa chữa chúng ta cũng cần đầu tư cho mình một cái bộ thang như thế này để phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu công việc của mình, nhu cầu sửa chữa, nhu cầu mình muốn trang trí sơn nhà, sơn tường nè, chúng ta cũng có thể là chọn lựa những chiếc thang như thế này quý vị và các bạn nha. Đây là 1m15, còn 6 bậc là 1m9, quý vị và các bạn có thể nhìn kỹ lại ha. Và cho dù là 3 bậc hay là 6 bậc thì đều được bảo hành trong vòng 12 tháng, đến từ thương hiệu Kachi. Chất liệu thang đây là chất liệu thang nhôm 6063, siêu cứng và được sơn tĩnh điện, cho nên rất an toàn trong suốt quá trình mình sửa chữa điện chẳng hạn, thì chúng ta cũng cảm thấy là an tâm hơn và chống rỉ sét rất là tốt, rất là tiện lợi để cho quý vị và các bạn có thể chọn lựa. Và bất kỳ sự chọn lựa nào chúng ta đều có quà tặng đi kèm quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị ạ, dù là chúng ta đặt hàng, chúng ta chọn mua sản phẩm là 1m15 hay là 1m9 thì chúng ta sẽ đều có được một bộ dụng cụ để mà chúng ta có thể sử dụng trong gia đình của mình, một bộ dụng cụ lên đến 12 món quý vị ạ. Những cái chiếc tua vít nè, rồi cả bút thử điện nữa. Đó, rồi sẽ có thêm thước dây nữa để mà mình sử dụng trong gia đình của mình nha. Quý vị có thể cùng với Như Nguyễn theo dõi nè. Đây là cái phần hộp quà mà chúng ta sẽ có được khi mà đặt hàng cho mình ở những cái chiếc thang nhôm tay vịn Kachi đây. Có được là kềm nữa nè, rồi hai loại tua vít nè, có cả dao rọc giấy, có bút thử điện và có cả những cái chiếc lục giác và một thước dây như thế này nữa. Đó, trọn bộ sản phẩm này sẽ theo chúng ta về nhà khi mà chúng ta đặt hàng sản phẩm, đó chính là thang nhôm tay vịn Kachi. Dù là 1m15 hay là 1m9 thì chúng ta đều có quà quý vị nha. Và sản phẩm chính của chúng ta thì được bảo hành lên đến 12 tháng. Đặc biệt hơn, khi mà mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping thì luôn có một mức giá ưu đãi hấp dẫn. Mức giá ưu đãi hấp dẫn cho 1m15 là 790.000 đồng và 1m9 là 1.290.000 đồng. Bảo hành trong vòng 12 tháng và sự lựa chọn nào đều có bộ dụng cụ 12 món quý vị nha. Nhanh tay chọn lựa kích thước phù hợp với gia đình của mình qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình gia đình của quý vị, hoặc là tham khảo thông tin dòng sản phẩm thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi qua website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Đôi khi trong quá trình dọn dẹp nhà cửa yêu cầu chúng ta cần phải leo cao để có thể là lau sạch những khung cửa sổ nè, hay là với tới những nơi cao hơn trong gia đình, nhưng mà không có thang thì vô cùng khó khăn, sử dụng thang tre thì lại không an toàn. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là thang nhôm tay vịn Kachi với chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện, lại dễ dàng gấp gọn và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Mọi thành viên trong gia đình, từ các chị em phụ nữ cho tới các quý ông đều có thể dễ dàng sử dụng thang nhôm tay vịn Kachi này. Và bên cạnh đó thì với thang nhôm tay vịn Kachi không chỉ là thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mà còn có thể hỗ trợ cho các quý ông trong quá trình sửa chữa điện hay là chăm sóc cây cảnh vườn tược nữa. Với tay vịn bọc cao su chống trượt, chân thang lại có đệm cao su, an toàn cho người sử dụng. Và đặc biệt, bề mặt bậc thang được thiết kế vân nổi nhám với diện tích tiếp xúc rộng và có một cái phần để mà chúng ta điểm tựa, mình vịn tay vào nữa quý vị ạ, rất là an toàn. Có hai loại để mà chúng ta có thể là mua sắm cho gia đình của mình. Loại 6 bậc 1m9 giá là 1.290.000 đồng. Loại 3 bậc 1m15 có giá là 790.000 đồng. Còn được tặng kèm thêm bộ dụng cụ 12 món khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Sản phẩm chính được bảo hành lên đến 12 tháng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay thang nhôm tay vịn Kachi cho gia đình của mình. Đặt hàng ngay cho gia đình của mình để sở hữu chiếc thang nhôm tay vịn Kachi có chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện, lại chống rỉ sét nữa, dễ dàng gấp gọn khi mà không sử dụng hoặc là khi chúng ta cần vận chuyển, với màu trắng cam nổi bật, thuận tiện cho người sử dụng. Thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi tay vịn được bọc cao su chống trượt là tạo điểm tựa chắc chắn khi sử dụng. Bậc thang có diện tích tiếp xúc rộng, thoải mái đặt bàn chân lên bề mặt thang. Bề mặt bậc thang được thiết kế vân nổi nhám, tăng độ bám cho bàn chân. Chân thang lại có đệm cao su chống trượt hay trầy xước nền nhà, an toàn khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Thang nhôm tay vịn Kachi, sản phẩm được bảo hành lên đến 12 tháng. Đặc biệt trên VTV Hyundai Home Shopping sẽ có mức giá ưu đãi dành cho quý vị. Loại 6 bậc 1m9 có giá 1.290.000 đồng. Loại 3 bậc
1m15 giá 790.000 đồng. Và dù chúng ta mua loại 3 bậc hay 6 bậc thì đều được tặng bộ dụng cụ 12 món, vật dụng cần thiết không thể thiếu của mọi gia đình. Thang nhôm Tây Vịnh của thương hiệu Kachi sử dụng được mọi không gian khác nhau với thiết kế linh hoạt tiện lợi. Đặc biệt là thang có thể dựng trên nhiều địa hình khác nhau mà không cần điểm tựa quý vị nha. Thang vẫn đứng vững vàng và không bị rung lắc. Sử dụng trong gia đình, các cửa hàng, siêu thị, công việc ngoài trời, dựng sân khấu, thi công quảng cáo chẳng hạn. Đây là một chiếc thang có thể phù hợp cho mọi nhu cầu khác nhau. Chào mừng quý vị trở lại với không gian của VTV Hyundai Home Shopping để một lần nữa nhìn ngắm sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay và nói lời chào tạm biệt với những chiếc thang tre, thang gỗ đi. Bởi vì từ hôm nay chúng ta đã có thang nhôm Tây Vịnh Kachi rồi quý vị ạ. Và chúng ta có thể là dễ dàng chọn lựa những cái sản phẩm ngày hôm nay. Với cái phần mà Tây Vịnh được bọc cao su như thế này nè, mình cũng cảm thấy là được cái sự an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Bên cạnh đó, ba bậc của chúng ta với chiều cao là 1m15, còn 6 bậc của chúng ta là 1m9 thì mình có thể là sử dụng được trong nhiều không gian luôn, trong nhà cũng được nè, ở ngoài trời cũng được, những cái nơi mà không có điểm tựa cũng được, bởi vì chiếc thang này bật ra thành chữ A là đã đủ vững vàng rồi. Và với bề mặt của mỗi bậc thang như thế này lên đến 13 cm là chúng ta có thể đặt trọn cái bàn chân của mình lên. Đúng cho rồi. Nên là an tâm, mình leo lên cao mình cũng không cần sợ nữa. Cái phần tay vịn lúc đó sẽ trở thành một cái điểm tựa cho phần đầu gối của chúng ta. Còn với phần chân của chúng ta thì tiếp xúc với bề mặt thang á quý vị ạ. Bề mặt thang này có vân nhám nè, đó, nó sẽ vân nhám, nó hơi nổi như thế này nè, thì khi mà chúng ta tiếp xúc vào nó sẽ không có bị trơn trượt đi mà nó sẽ bám chắc hơn, và chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm với cái lớp sơn tĩnh điện này nữa, cho nên mình sử dụng ngoài trời thời tiết có thay đổi thì cũng không có sợ rỉ sét quý vị nha. Rất là đơn giản để chúng ta có thể sử dụng thang nhôm Tây Bình của thương hiệu Kachi với chất liệu nhôm 6063 siêu cứng và chân thang được bọc cao su để có thể là bám chắc lên trên bề mặt ở nhiều địa hình khác nhau quý vị và các bạn nha. Với cái bọc cao su nhiều đường rãnh ở bên dưới như thế này thì chúng ta yên tâm để mà mình có thể là sử dụng chiếc thang này bám chắc lên trên sàn nhà, sàn gạch hay sàn gỗ, hay là để ngoài không gian sân vườn rất là tiện lợi quý vị nha. Hôm nay chúng tôi mang lại cho cô và các bạn là hai kích thước khác nhau với hai độ cao khác nhau, đó là 3 bậc hoặc là 6 bậc. 3 bậc với độ cao đây là 1m15, còn 6 bậc ở đây là độ cao 1m9. Để tùy theo cái độ cao gia đình sử dụng của mình thì có thể là chọn lựa với 3 bậc hoặc là 6 bậc. Và khi chúng ta mở ra dạng chữ A như thế này thì quý bạn có thể hình dung được là chiếc thang này rất là chắc chắn và mình không cần tựa vào tường gia đình của mình đâu. Ở bên trên đầu thang như thế này lại được bọc một cái lớp cao su mềm rất là chắc chắn, để đôi khi là mình muốn cầm nắm nè, mình di chuyển thì cũng rất là chắc chắn nè. Hay là chúng ta khi mà mình bước lên thang như thế này đây, để chúng ta có thể là trèo cao, để mình có thể sửa chữa hay là nhu cầu gì đó thì chúng ta cũng có thể yên tâm là mình có thể tựa cái phần chân hay là đầu gối của mình vào bên trong cái nệm như thế này quý vị nha. Ở đây mình chỉ có thể là tựa vào rất là chắc chắn luôn. Với những cái bậc thang được thiết kế thoai thoải để mình có thể là bám chắc cái bàn chân của mình lên trên, và cái chất liệu nhôm đó giúp cho chúng ta yên tâm được sơn tĩnh điện. Đôi khi chúng ta làm những công việc sửa chữa điện chẳng hạn thì cũng rất là an toàn để mình sử dụng chiếc thiết thang như thế này. Với chịu được trọng lượng mỗi một cái thang như thế này là khoảng 150 kg quý vị và các bạn nha. Và sau khi mình sử dụng xong rồi thì chúng ta cũng có thể là gấp gọn từ một chiếc thang chữ A như thế này đây, thì mình chỉ có thể là gấp gọn lại để mình có thể là cất giữ hoặc là mình có thể là di chuyển, thế là xong. Để chúng ta có thể yên tâm mình di chuyển ở trên nhiều địa hình khác nhau, nhiều không gian khác nhau, và sau khi mình sử dụng xong mình cất là cũng rất là gọn gàng quý vị nha. Ồ, gọn thiệt luôn á. Nhưng Nguyễn thấy là các chị em phụ nữ cũng có thể thao tác được luôn, các anh thì rất là khỏe rồi đúng không, nhưng đúng mà rồi. Các chị em phụ nữ cũng có thể là làm được với chiếc thang này đó. Một động tác thôi là đã xếp lại được chiếc thang rồi quý vị, và vô cùng gọn. Mình sẽ cất vào trong một cái khe tủ của mình chẳng đúng hạn, một góc nhà cũng rất là dễ dàng. Các chị em phụ nữ của mình di chuyển cũng rất là thoải mái, không có cần cồng kềnh nặng nề nữa đâu. Nhưng Nguyễn còn nhớ khi mà sử dụng cái thang tre ở trong đúng gia đình rồi. Đó Trí, cái thang mà hình chữ H đó quý vị ạ. Xong rồi cái khệ nệ bưng mà cầm lên đã khó nha. Chưa kể là làm sao đi qua những cái phần mà những cái khung cửa nhà mà nó không vướng víu á, nó còn đúng khó rồi. Hơn. Trong khi chiếc thang này mình gấp lại thì rất là gọn gọn nè. Và với chiếc thang này cái phần chân đế bên dưới bằng cao su, cho nên là mình có thể sử dụng trong gia đình của mình mà nơi có những sàn gỗ giống như quý vị đang thấy trong phim trường vậy đó. Hoặc là những cái nơi mà có sàn mà gạch men á, sợ dễ trầy xước thì cũng không lo ngại với chiếc thang này nữa. Nhưng mà với chiếc thang này nè thì chúng ta lại còn có thể là yên tâm sử dụng ở nhiều không gian luôn quý vị nha. Đó, bây giờ thì chúng ta chỉ cần là mở ra là chúng ta có thể là
yên tâm là không cần phải tìm một cái điểm tựa nào hết. Đúng rồi. Đó, mình có thể sử dụng ở những cái nơi mà không bằng phẳng cũng được luôn, hơi gồ ghề một chút xíu, cho nên là mình vẫn có thể là an tâm về cái điểm tựa và cái sự vững chắc của chiếc thang này. Sử dụng ngoài trời được rồi thì mình có thể là thi công dựng sân khấu được. Không chỉ là trong gia đình mình cần đâu, mà đây là một cái vật dụng cần thiết cho những anh em nào mà thường hay thi công công trình luôn nữa. Đúng rồi. Với những cái người thợ sửa chữa thì cũng nên cân nhắc để mình có thể sắm sửa thêm hoặc là mình thay đổi thêm một cái chiếc thang cho cái bộ đồ nghề của mình được đầy đủ hơn. Và quan trọng hết đó là cái mức độ an toàn khi làm việc quý vị nha. Với thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi, chất liệu nhôm cứng chắc là nhôm 6063, thang được sơn tĩnh điện và loại 6 bậc là 1m9, cho nên là những cái công trình cao chúng ta đều có thể yên tâm mình sử dụng ngay với cái loại 6 bậc như thế này, để mình có thể là leo ở bất kỳ cái độ cao nào. Mình muốn thi công biển báo quảng cáo nè, hay là mình muốn thi công sân khấu nè, hay là mình muốn dựng những cái không gian ngoài trời rộng hơn, thì chúng ta chọn cái kích thước lớn như thế này, 1m9 thì rất là tiện lợi và thoải mái. Còn nếu như trong nhà của mình, ví dụ như là mình muốn lau dọn ở trên kệ, trên tường nhà mình của mình, hoặc là mình muốn lau dọn trên bàn thờ phía trên cao, thì chúng ta chỉ cần chọn cái kích thước là một, mà chiều cao là 1m15 như thế này thôi, thì cũng rất là tiện lợi cho nhiều đối tượng khác nhau. Chẳng hạn đôi khi chị em phụ nữ mà không có cánh mày râu ở nhà thì chị em cũng có thể là sử dụng ngay với cái chiếc thang như thế này. Chính rất xác. Là tiện lợi, bởi vì thứ nhất là nó gọn nhẹ, dễ di chuyển, hoặc là dễ mình gấp gọn lại, mình mở thành thang chữ A chẳng hạn. Và cái màu sắc của nó màu trắng cam cũng rất là nổi bật, và mình sử dụng thì mình cũng cảm thấy rất là an toàn, rất là chắc chắn và dễ dàng mình sử dụng cho ở trong nhà, ngoài trời, ngoài sân vườn, mình chăm sóc cây cảnh chẳng hạn. Đúng ở ngoài rồi. Không gian sân vườn chúng ta có những cái tán cây cao, mình có thể sử dụng ngay chiếc thang như thế này để mình có thể là tỉa hoa, tỉa lá nè, hoặc là cắt cành, rất là tiện lợi quý vị nha. Một lần nữa nhìn lại hai chiếc thang đi ạ, quý vị và các bạn đang chọn cái kích thước nào thì đều có một mức giá rất là ưu đãi trong chương trình này. Chính xác luôn đó quý vị ạ. Mức giá dành cho chiếc thang nhỏ mà loại 3 bậc thì sẽ là 790.000 quý vị nha. Loại 3 bậc thì mở ra chiều cao sẽ là 1m15, còn loại mà cao hơn 6 bậc sẽ là 1m9 thì có mức giá là 1.290.000 đồng. Nhưng mà dù mà mình mua bộ loại 3 bậc cũng được nè, loại 6 bậc cũng được, thì mình đều được tặng bộ dụng cụ 12 món, gồm có là kềm nè, tua vít nè, rồi còn có thêm thước dây, rồi còn có thêm những cái phần mà lục giác nữa để mà chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng, và bút thử điện luôn. Đúng rồi. Và sản phẩm này của chúng ta, sản phẩm chính, được bảo hành lên đến 12 tháng quý vị nha. Còn kèm thêm một bộ quà tặng tiện dụng như vậy nữa. Vậy thì đừng ngần ngại nữa, hãy nhấc máy lên và đặt hàng ngay đi. Hãy cho chúng tôi biết kích thước mà quý vị lựa chọn, 3 bậc 1m15 hay là 6 bậc 1m9 quý vị nha. Và khi đó thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn ạ. Thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi, chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện chống rỉ sét, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng và vận chuyển một cách dễ dàng. Màu trắng cam nổi bật, thuận tiện cho người sử dụng. Thang nhôm tay vịn Kachi có tay vịn bọc cao su chống trượt sẽ tạo điểm tựa chắc chắn cho chúng ta khi sử dụng. Với bậc thang có diện tích tiếp xúc rộng nữa nên mình có thể là yên tâm thoải mái đặt toàn bàn chân lên bề mặt thang. Với bề mặt bậc thang được thiết kế vân nổi nhám nữa sẽ tăng độ bám cho bàn chân, chống trơn trượt. Với chân thang có đệm cao su lại giúp cho chiếc thang này vững vàng hơn và chống trượt hay là chống rầy xước nền nhà của chúng ta, an toàn cho người sử dụng. Bảo hành 12 tháng thang nhôm tay vịn của thương hiệu Kachi, loại 6 bậc 1m9 giá 1.290.000 đồng, loại 3 bậc 1m15 giá 790.000 đồng. Bất kỳ sự lựa chọn nào đều có quà tặng là bộ dụng cụ 12 món đi kèm. Đây là vật dụng cần thiết của mọi gia đình. Với thang nhôm tay vịn Kachi, chúng ta có thể sử dụng được ở mọi không gian và thiết kế linh hoạt tiện lợi. Đặc biệt, thang có thể dựng trên nhiều địa hình khác nhau mà không cần điểm tựa, thang vẫn đứng vững vàng, không bị rung lắc. Trong gia đình, tại các cửa hàng siêu thị, sử dụng cho công việc ngoài trời, dựng sân khấu, thi công quảng cáo đều có thể sử dụng với thang nhôm tay vịn Kachi. Đôi khi trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, yêu cầu chúng ta cần phải leo cao để có thể là lau sạch những khung cửa sổ nè, hay là với tới những nơi cao hơn trong gia đình, nhưng mà không có thang thì vô cùng khó khăn, sử dụng thang tre thì lại không an toàn. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là thang nhôm tay vịn Kachi, với chất liệu nhôm 6063 siêu cứng, được sơn tĩnh điện, lại dễ dàng gấp gọn và dễ dàng trong quá trình sử dụng. Mọi thành viên trong gia đình, từ các chị em phụ nữ cho tới các quý ông, đều có thể dễ dàng sử dụng thang nhôm tay vịn Kachi này. Và bên cạnh đó thì với thang nhôm tay vịn Kachi không chỉ là thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mà còn có thể hỗ trợ cho các quý ông trong quá trình sửa chữa điện hay là chăm sóc cây cảnh vườn tược nữa. Với tay vịn bọc cao su chống trượt, chân thang lại có đệm cao su, an toàn cho người sử dụng. Và đặc biệt, bề mặt bậc thang được thiết kế vân nổi nhám với diện tích tiếp xúc rộng và có một cái phần để mà chúng ta điểm tựa, mình vịn tay vào nữa quý vị ạ. Rất là an toàn. Có hai loại để mà chúng ta có thể là
mua sắm cho gia đình của mình. Loại 6 bậc 1m9 giá là 1.290.000 đồng. Loại 3 bậc 1m15 có giá là 790.000 đồng. Còn được tặng kèm thêm bộ dụng cụ 12 món khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Sản phẩm chính được bảo hành lên đến 12 tháng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay thang nhôm tay vịn Kachi cho gia đình của mình. Một chiếc thang vững vàng mang đến cho chúng ta sự an toàn mà lại có thể là không lo ngại rỉ sét nữa. Mình sử dụng được ở nhiều hoàn cảnh và thời tiết khác nhau. Bởi vì thang nhôm Tây Vịnh Kachi bằng hộp kim nhôm và bằng cái chất liệu là 6063 siêu cứng, mình có thể là an tâm sử dụng trong nhà, ngoài trời hay là trong các cửa hàng siêu thị luôn. Thì rất nhiều không gian tiện dụng như vậy lại có thể sử dụng được cho mọi người, trọng lượng chịu được lên tới 150kg. Cho nên không lo ngại gì nữa, đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý cho chúng ta để mà chúng ta có thể là có được một sự an toàn hơn trong cái quá trình mà mình cần phải leo lên cao, mình cần phải vướng tới những cái nơi mà cao, mình cần phải lau chùi, sửa chữa hay là lấy hàng hóa từ những nơi cao, thì thang nhôm Tây Vịnh Kachi sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Và ngày hôm nay còn có một mức giá vô cùng ưu đãi dành cho quý vị nữa khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Tuy nhiên là chúng tôi chỉ áp dụng trong những phút đặt hàng cuối cùng mà thôi, khi mà gia đình chúng ta đang theo dõi chương trình này, các bạn đang chọn lựa với độ cao 1m15 là 3 bậc hay là 1m9 là 6 bậc, hãy nhanh tay chọn lựa và đặt hàng nhanh chóng quý vị và các bạn nha, để chúng ta có thể thuận tiện hơn trong công việc là sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây cảnh ở ngoài sân vườn gia đình của chúng ta ở nhiều không gian khác nhau. Và sau khi sử dụng xong thì mình gấp gọn thì cũng rất là gọn gàng, với độ cao 1m15 là 790.000 đồng và 1m9 là 1.290.000 đồng cho thang nhôm Tây Vịnh của thương hiệu Kachi. Không cần một điểm tựa nào cả, chúng ta mở ra thành thang chỉ an như thế này quý vị nha. Và từng bậc thang thiết kế rất là khoảng cách rất là rộng rãi để mình có thể là đặt bằng chân lên, với những cái đường rãnh để hạn chế cái việc trơn trượt nè, bám chắc lên trên mọi địa hình, để từ đó công việc sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây cảnh hay là cả những người thợ thì đều có thể sử dụng và sở hữu ngay một bộ thang như thế này, cho công việc của mình trở nên an toàn hơn, thuận tiện hơn quý vị nha. Dễ dàng di chuyển, mức giá cực kỳ hấp dẫn và còn có thêm quà tặng nữa như Nguyễn ha. Đúng rồi, bộ quà tặng sẽ là bộ dụng cụ 12 món, gồm có những cái vật dụng không thể thiếu trong các gia đình như là kềm nè, tua vít nè, bút thử điện nè, dao rọc giấy, rồi còn có cả thước dây, có cả lục giác để mà chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng nữa. Và quý vị có thể là yên tâm khi mà mua bộ sản phẩm nào của chúng ta, dù là loại 3 bậc 1m15 hay là loại 6 bậc 1m9 thì đều có được quà tặng hấp dẫn này từ VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Để mà chúng ta có được một vật dụng hỗ trợ cho chúng ta với những cái hoạt động đời sống hàng ngày, đâu chỉ là sửa chữa mới cần tới những chiếc thang đúng không? Đôi khi chị em phụ nữ cũng cần sử dụng nữa. Khi mà nhà không có nhiều người, không có cánh mày râu để chịu phần thang ở dưới thì chúng ta rất cần một chiếc thang mà có thể mở ra, đứng vững và không có bị rung lắc, thậm chí là sử dụng được trên nhiều mặt phẳng, cả những nơi không bằng phẳng, những nơi gồ ghề thì chúng ta đều có thể sử dụng được luôn. Và đây chính là một sự gợi ý từ VTV Hyundai Home Shopping dành cho quý vị. Và ngày hôm nay với thang nhôm Tây Vịnh Kachi, một mức giá vô cùng ưu đãi mà quý vị không thể bỏ qua. Hãy nhanh tay sở hữu ngay quý vị nha. Với loại 3 bậc thì chúng ta sẽ có là 790.000 đồng, còn loại 6 bậc 1m9 thì là 1.290.000 đồng. Sự lựa chọn nào cũng được tặng bộ dụng cụ 12 món, sản phẩm chính được bảo hành 12 tháng. Một mức giá quá hấp dẫn đúng không Minh Trí? Đúng rồi, một mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ có trên VTV Nam Shopping mà thôi. Hãy gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Còn nói đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Chúc cho cô các bạn có một đơn đặt hàng thành công và đừng chuyển kênh và hãy tiếp tục theo dõi với những dòng sản phẩm hữu ích khác trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping.